Ờ ghét không ngờ. Chiếc đát tung nút lớn luôn. Tỷ số nhiều là một điều hay. Gì? Ai biết? Đang kêu hết rồi thấu, tùy vô lũ bay chứ. Hết rồi thấu. Giờ lên là nguy hiểm lắm á. Lọc cái rừng giỏ đá qua đầu á. Chóc chó. Nhớ nhớ lấy cái bánh xèo đây đó, bánh xèo đâu còn không, nghỉ ngơi lượm đi, nghỉ ngơi chút đi lượm đi rồi đá tiếp cho nó ngon. Giờ này nó yếu sức nó lượng não đâu. Giờ bị chấn thương rồi. Hiếc đá ban bỏ tay ra nhưng không có đẩy vậy nha. Giang về lót lót trụ, thằng cơ lót trụ, thằng cơ đứng đấy với đứa nào ra đứng với thằng cơ.
Giang về lót cái trụ này. Ở đó chung phải lót góc bên đây này chứ. Tiếng hay quá tiếng ơi. Đó Phước. Giờ này ở đâu vậy? Đi đâu vậy? Giờ này nó dở đừng có sợ. Gì đâu mà. Giờ này quá dở. Ê. Nó sợ. Về cho con gân cho nó phỉ. Gì dạ? Bên đấy chấp hai người ạ, bên Giang chấp hai người, sao hai tiền đạo đứng chơi hết vậy? Nè anh giờ anh bị chấn thương rồi. Kêu thằng Giao xích xa, thằng Danh nó đớp dở lắm. Kêu thằng Tiến nó đẩy cánh miết nó dễ ăn hơn, đừng đứng chỗ Tiến nó. Yeah.
bông cụ vậy á, bông mơ bông cụ nó vậy đó, bông mơ nó còn tưng. Từ nôn gì? Từ nôn gì? Được rồi thằng Kiệt, mà làm sao đòi hỏi mày la? Đá lò đá như là gì vậy? Các cơ. Ừ, hai đội này tấu này cần ghê, chưa có bàn thắng luôn không? Cơ tiền thủ hay ghê không? Kêu bằng tiếng đậu cánh liên tục kìa, vậy đó, mình đứng chỗ. Ăn cơ. Trời ơi, gần hay. Tiếng di chuyển nhiều vô cho thằng Giang dễ chuyền, đừng đứng chỗ. Ê. Kỳ. Coi chiều này hay gơ vậy. Messi. Messi hay. Liền trong phước này.
Các cơ dành tiếng chạy nhiều cánh vô nó rấu cho đứng chỗ kèm sao đó. Còn cái banh kia nữa đâu cơ? Còn cái banh nữa đâu?